Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip review lương khô. Tại mình thấy là có nhiều bạn yêu cầu mình review cái món này. Tới hôm nay là mình mới tìm được và mua về review nha. Hàng này là mình mua trên Shopee các bạn. Ở đây là mình mua 3 loại các bạn, gồm có là lương khô bộ binh 702, lương khô bộ binh và lương khô bay. Đây là lương khô, hai cái này là lương khô của Việt Nam các bạn, lương khô bộ binh và lương khô bay. Và mình mua thêm một cái hộp để ăn thử luôn, đó chính là lương khô 3 sao 900. Lương khô này mình nghĩ là của Trung Quốc các bạn ơi. Mình thấy này là chữ Trung không nè, đây tiếng Trung. Và cái hộp lương khô này là bằng sắt luôn các bạn, rất là chất lượng luôn. Hộp sắt có tay nắm nha, này Trung Quốc hay chất lượng không biết như thế nào, nhưng mà hình thức bên ngoài nhìn rất là ok luôn các bạn. Ok, đầu tiên mình sẽ review thử cái lương khô bộ binh 702. Đây là lần đầu tiên mình ăn mấy cái lương khô này luôn, nên mình sẽ ăn sao thì mình sẽ nói vậy các bạn, tại vì mình cũng không biết là như thế nào là ngon, như thế nào là dở nữa. Mình ăn cảm thấy nó khô khan hay là nó ngọt gì thì mình sẽ nói y vậy luôn nha. Các bạn nào mà muốn trải nghiệm thực tế luôn thì các bạn cứ việc nhấp vào link trong phần mô tả. Hàng này mua Shopee nên mình có dẫn link, các bạn cứ mua về ăn thử thì nó sẽ biết chính xác nha. Chứ mình thì là mình chỉ trải nghiệm của riêng mình thôi nha, nên mình không có dìm hàng hay là tăng bốc gì hết các bạn. Ăn sao nói vậy nha. Ok, cái hộp của Việt Nam mình thì sẽ bằng giấy nha các bạn. Tháo cái này ra, tháo cái này ra là mình sẽ có một cái độ nắm đó. Chúng ta sẽ có là lương khô BB702, sản phẩm chất lượng cao, giàu dinh dưỡng nha. Ở đây là có hình mấy anh công an đồ quân đội Việt Nam mình nha, cờ đỏ sao vàng nè. Còn cái này là thành phần dinh dưỡng nha đó, hộp 700g. Ok, mình sẽ khui ra. Hai, bốn, sáu, tám, mười. Chúng ta có 10 cục lương khô. Mỗi cục thì nó cứ như cục gạch vậy đó các bạn. Nó rất là cứng luôn các bạn ơi, rất là cứng luôn nha. Ok, cái vỏ ngoài thì có hình xanh cắn đi màu lính nè. Nắm này xé đó. Chúng ta sẽ được một cái cục như vậy, có chia làm 8 miếng nhỏ. Mình sẽ tháo bịch ni lông này ra mới ăn được nha. Này giấy các bạn ơi, giống giấy, giấy này giống kẹo dừa, giấy có kẹo dừa, giấy có kẹo dừa bánh tre nè. Wow, thì tính ra là được tới 16 miếng luôn nha các bạn. Nó rất là thơm luôn á, y như là bánh tay vậy á, thơm mùi sữa nè, giống như là sữa ông khọ rồi bánh tay rồi các bạn, rất là thơm luôn. Ăn là nó sẽ ngọt lợ lợ, ngọt lợ lợ chứ không quá ngọt các bạn, ngọt lợ lợ nha. Rất là thơm, ngọt lợ lợ, y như ăn bánh nha các bạn. Nhưng mà nó, mình nghĩ là ăn cái này là sẽ khá là khát nước nha. Nói chung là cái lương khô bộ binh thì ăn thì nó thơm mùi sữa, ngọt lợ lợ và khá là giống bánh tây nha. Nhưng mà ăn là cũng khá là khát nước luôn. Đó, vậy thôi các bạn. Rồi tiếp theo là lương khô bay. Lương khô này là lương khô dành cho mấy anh lái máy bay hay sao các bạn. Đây có hình chiếc máy bay nè. Lương khô này dành cho mấy anh lái phi công, rồi lái mấy cái bay phản lực đồ. Đây là thông tin sản phẩm, số điện thoại, đường dây nóng đồ. Còn đây là thành phần, rồi giá trị dinh dưỡng, rồi khối lượng đâu nè. Hai, bốn, sáu, tám, mười. Với lượng khô bay này chúng ta còn có 10 cục luôn nha. Đây, cục thì nó mình thấy là cục này là bự hơn các bạn, dày hơn nha, dày hơn nha. Ở đây là có thông tin, rồi ngày sản xuất, rồi
hạn sử dụng luôn, hạn sử dụng đến 18/12/2020 luôn, còn tới cả năm nữa các bạn. Ok, xé gạn luôn nha, không có chỗ xé là. Chúng ta vẫn có một cái giống như bên kia luôn nhưng mà dày hơn nha, cũng vẫn có giấy ở đây nè, giấy có kẹo dừa. Đó, trong cái cục gạch đâu, xây nhà được. Ok, thử khất luôn. Cái lương khô bay này thì cái mùi nó không có như cái lương khô bộ binh mấy bạn. Nó không hơn một sữa bò cho lắm. Cứ như là kẹo đậu phộng vậy á. Nó hơm hơm. Ok, và cái độ cứng thì hai con cũng cứng như nhau luôn nha các bạn. Cái con lươn khô bộ binh thì ăn là nó nghe mùi sữa ống khọ rất là nhiều, sữa đặc rất là nhiều và nó hơi khô khan. Còn cái lươn khô bay này thì mình cảm thấy là ăn nó ok hơn các bạn, dễ ăn hơn, hai cái đều ngọt lợn lợn như nhau hết, nhưng cái con lươn khô bay này ăn ok hơn á. Nói chung là cũng khá là ngon. Mình nghĩ là chắc là mấy ẩm chỉ cần ăn, mỗi người ăn một cục như vậy là đủ nữa bạn. Uống nước sao nó nở ra, tại vì lương khô là chủ yếu là nó giúp nhỏ gọn, dễ đem đi, không cần nấu nước gì hết, đôi khi đầu đói cái bóc ra và ăn thôi. Mình nghĩ là mấy clip sinh tồn thì chắc mình phải kèm theo mấy cái này đem theo nữa bạn. Rồi cuối cùng mình sẽ review cái hộp sắt và đồ này là đồ tàu nha, 3 sao 900, full option chữ tàu luôn. Chúng ta sẽ cắt cái bị lòng ở đây. Xé ra. Sau đó dỡ ra. Ồ, khá là hay á. Chúng ta sẽ có 6 cục. Thông tin sản phẩm thì toàn là tiếng Trung không à, nên mình bó tay nha, không có biết được đâu các bạn. Còn ở đây thì chúng ta có hạn sử dụng, hình như đây là ngày sản xuất. Ở đây là ngày sản xuất, chắc 1 năm sau ngày sản xuất các bạn, nên nó thường nó chỉ in ngày sản xuất thôi. Bên đây thì có là mã vạch, rồi mã QR, đồ mã QR các bạn. Đó, 6 cục nha. Ok, mình sẽ xé ra. Rất là bự luôn. Bên trong có tiếp tục có 4 cục như vậy. Wow, vậy giống cục xà bông ghê luôn. Hình hình giống mấy cục xà bông mini nè. Cũng vẫn rất là cứng. Nhưng mà cái này không có bảo vệ môi trường bằng các bạn, tại vì cái này là bi lông nha. Của Việt Nam mình là bằng giấy. Bằng giấy có kẹo dừa. Còn cái này là một bi lông nha. Đó. Ok. Mình sẽ thử khất nha. Cái mùi hôm thì nó hơi gắt dầu một miếng. Thành phần là gì là mình bó tay không biết luôn, nên mình ăn đại luôn nha. Khá là mềm. Mềm hơn của Việt Nam thì rất là nhiều. Việt Nam mình khá là cứng, còn cái này mềm nha, xốp. Mềm mềm, bột bột. Cái này ăn là lợi lợi, không quá ngọt. Sau khi ăn ba loại là bộ binh, bay với lại 3 sao,
của Trung Quốc thì kết quả là mình thấy là mình là người Việt Nam nhưng mình phải đánh giá là cái này ăn rất là ok đúng không các bạn. Cái của Trung Quốc tại vì ăn nó không quá ngọt mà nó lại dễ ăn, mềm nữa, mà ba cái đều khác nước như nhau, nhưng mà theo như cái hậu vị của mình là mình cảm thấy là cái này ăn ok nhất. Thì của Việt Nam mình ăn nó vẫn ok nhưng mà mình đánh giá là hơi cứng chút với lại hơi ngọt chút, còn cái này của Trung Quốc này thì ăn theo như hậu vị của mình thôi nha, hậu vị của mình thôi là rất là ok. Mấy bạn nào mà muốn trải nghiệm thực tế luôn thì cứ việc nhấn vào link trong phần mô tả mua về và ăn thử để biết là thật sự là có như vậy hay không nha, chứ hậu vị của mỗi người mỗi khác các bạn, mình đánh giá là chỉ như vậy thôi nha. Ok, nói chung là clip hôm nay là mình review thử ba loại lương khô, hai loại của Việt Nam và một loại của Trung Quốc. Bạn đã thích video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác nha. Tạm biệt các bạn.